Alo. Alo Dung hả? Mấy hôm luôn. Bù quá chưa có thời gian đi cảm ơn Nutrilite và các anh chị là nhà phân phối của Nutrilite. Dung có đi được cùng chị không? Ừ, hay đó chị Tú, em cũng đồng ý đó. Trời ơi, các anh chị bên Nutrilite rất là dễ thương và nhiệt tình luôn. Có nhiều lúc em muốn cảm ơn mà chưa có dịp. Thế Dung có ý tưởng gì không? Chị thì không thích tặng quà mà muốn làm cái gì đó ý nghĩa hơn. Em thì em nghĩ là cách cảm ơn tốt nhất đó chính là sự thấu hiểu. Mình phải hiểu về cuộc sống và công việc nè, cũng như là hiểu điều khác biệt gì đã làm nên các nhà phân phối của Nutrilite. Vậy mình thử trải nghiệm một ngày làm nhà phân phối của Nutrilite coi sao nhé. Ừ, hay đó chị. Sẵn cuối tuần này có một lớp đào tạo dinh dưỡng cho các anh chị, mình bí mật tới học ha. Ok. Chị nghe nói một nhà phân phối của Nutrilite được học rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng, làm chị cũng háo hức ghê ấy. Em cũng vậy đó. Mà nghe nói nha, không chỉ kiến thức về dinh dưỡng không đâu. Lớp học thì xin chào bạn, bạn có mong muốn hỏi gì? À, em chào thầy ạ. Em là một thành viên mới của lớp học và cũng lần đầu tiên tham dự với lớp học của mình ạ. Thì em có một thắc mắc nho nhỏ là những sản phẩm của Nutrilite có đặc điểm gì nổi bật không ạ? Đấy thì tôi có thể giải thích ngắn gọn lại cho bạn rõ như thế này nhé. Với thương hiệu Nutrilite thì chúng ta đã có một cái bề dày về lịch sử là ngoài 80 năm. Và đây là một cái lịch sử của một cái thương hiệu mà sớm nhất ở thị trường Bắc Mỹ, tổ chức Euromonitor có thống kê cái doanh số bán hàng chạy nhất trên toàn thế giới rất nhiều năm liền. Tới thời điểm này vẫn đang là cái thương hiệu dẫn đầu. Dung này, chị cứ nghĩ là nhà phân phối nghĩa là họ thấy sản phẩm của Nutrilite tốt thì đem bán thôi. Ai ngờ phải học hành căng thẳng ghê là. Đó, không phải cứ không có kiến thức là chia sẻ bừa được đâu. Chị thấy có những chú anh chị bằng tuổi bố mẹ chị ấy mà học hành nghiêm túc chăm chỉ lại nhiệt tình ghê, khiến mình cảm thấy nể cũng chịu được. Đúng rồi đó, em cảm thấy kiến thức chuyên sâu và khá nặng nhưng lại được truyền tải rất là hay và sinh động. Nói thật với chị nhá, sau giảng đường của đại học thì em lại thích nơi đây nhất vì kiến thức rất là bổ ích. Và em thấy ấy, người dạy và người học đều rất là có tâm, không có ai ngủ gục hay là ngồi nói chuyện với nhau cả. Nói chung là cái này hay này, những người bận rộn có thể tham gia lớp học trực tuyến của Nutrilite rồi. Thì đó chị. Ừ. Hay là bây giờ mình lấy ra mình làm thử để xem kiến thức về sức khỏe cũng như là dinh dưỡng của mình tới đâu rồi. Chương trình e-learning này cũng rất phù hợp với những người trẻ như mình đấy. Ôi sao khoa học về dinh dưỡng khó vậy? Học 1 lại còn phải liên hệ 10 nữa. Chưa ngờ chị không hề có khái niệm về sức khỏe tối ưu đâu. Nhưng mà qua bài này thì có vẻ có hiểu một chút rồi. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, suy nghĩ, vận động, tất cả đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà quan trọng nhất là mình phải biết cách làm chủ và kiểm soát để biết cách. Thôi đi bà cụ non, bây giờ tính sao đây? Kiểm tra sát hạch chất lượng của Nutrilite mình rớt rồi, phải làm sao đây? À, hay là mình tìm thêm sách về kiến thức dinh dưỡng đi. Đúng rồi đó. Nè, chị tự tin rồi, bây giờ mình làm lại bài kiểm tra ha. Ok chị, bắt đầu nè. Sao? Sao? Yes, em qua rồi. Qua rồi. Ủa mà chị Tú, mình học mà không thực hành thì cũng vô dụng thôi. Hay là bây giờ chị em mình kiểm tra xem có biết thực hành hay chưa? Ý kiến hay. Tôi nghĩ nếu ai cũng được trải qua các lớp học dinh dưỡng giống như các anh chị ở Nutrilite thì sẽ tốt cho sức khỏe của rất nhiều thế hệ. Cảm tưởng họ học không phải để bán sản phẩm gì hết mà để học cho gia đình, cho chính bản thân họ vậy. Hơn cả tưởng tượng, nhà phân phối Nutrilite là những người đặc biệt có trách nhiệm cũng như là nghiêm túc trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Họ phải học hỏi rất nhiều, không chỉ là học từ giảng viên ở trên trường mà còn phải học online nhà nữa. Ngoài ra, họ còn phải trải qua những kỳ thi sát hạch rất là nghiêm túc và cũng như là uy tín của Nutrilite. Dung rất nể sự cố gắng và nỗ lực của các anh chị. Bởi vì Dung luôn yêu quý những người ham học hỏi cũng như là đề cao kiến thức, đặc biệt là kiến thức thực tiễn.
Ê chị Tú, hồi nãy ấy, mình được học ở Nutrilite là để có được sức khỏe tối ưu là phải ăn một ngày ít nhất là 400g rau củ quả đa màu sắc. Chị có biết màu cam là tốt cho mắt này, màu xanh là tốt cho sức khỏe của tế bào, còn màu đỏ là tốt cho tim mạch, màu trắng là tốt cho xương khớp này, còn màu tím là tốt cho trí nhớ. Thế nhân cơ hội đang thực hành này, mình thử tìm đọc thông tin dinh dưỡng trên bột nhãn hác xem sao. So về hàm lượng lẫn chất lượng thì protein của Nutrilite đều hơn hẳn nhỉ? Đúng đó chị. Trước đây khi mà chưa tìm hiểu về Nutrilite, mình chỉ cố là nấu ăn cho ngon thôi. Nhưng bây giờ tìm hiểu rồi á thì không chỉ ngon nè, còn phải biết là hàm lượng như thế nào, chất dinh dưỡng ra sao, đủ thiếu như thế nào và độ tuổi như thế nào thì có cần chất dinh dưỡng gì nữa. Nói chung là từ giờ Dung sẽ ăn kỹ như bác sĩ. Vậy bác sĩ Dung có biết các nhà phân phối ngoài phải tìm hiểu và thực hành những kiến thức về dinh dưỡng này, về sức khỏe thì còn phải học những điều gì nữa không? Có nha, đó là phải học về đạo đức kinh doanh rồi đó. Đúng rồi, chị tìm được bộ quy tắc ứng xử này. Hôm nay có điều nhá, bán đúng giá niêm yết cho khách hàng. Và còn phải giới thiệu về sản phẩm một cách trung thực nữa. Đúng rồi, kèm theo đấy là không thổi phồng về lợi ích. Nhiều điều hay quá chị nhỉ. Thực tế, không phải ngành nghề nào cũng có bộ quy tắc ứng xử có giá trị và nghiêm khắc như Nutrilite. Đó là vì sao đội ngũ nhà phân phối Nutrilite có rất nhiều anh chị là bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, chủ doanh nghiệp, người tiêu dùng thông minh. Vì ngoài giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm, họ còn tin tưởng vào sự uy tín của Nutrilite thông qua một ví dụ tiêu biểu là bộ quy tắc ứng xử giúp điều chỉnh hành vi đúng đắn ở nhà phân phối. Ai cũng có cơ hội để trở thành nhà phân phối Nutrilite, nhưng không phải ai cũng là nhà phân phối uy tín, xứng đáng đại diện cho thương hiệu. Do đó, bộ quy tắc ứng xử là cần thiết và tại Nutrilite, các nhà phân phối tâm niệm luôn làm điều đúng. Đúng rồi đó, riêng với việc tư vấn công dụng của sản phẩm, không chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tế thôi đâu, mà nhà phân phối còn phải xem Bộ Y tế cấp phép gì cho sản phẩm rồi bám vào đó mà tư vấn. Nhưng làm thế nào để các anh chị biết là Bộ Y tế cấp phép những nội dung gì? Thì dựa vào cảm năng sản phẩm này nè, toàn bộ thông tin sản phẩm của Nutrilite đều được Bộ Y tế cấp phép. Một trong những điều tôi thích nhất ở những nhà phân phối của Nutrilite chính là tinh thần làm gương. Sẽ không có một nhà phân phối nào khi tư vấn sản phẩm lại không tự mình trải nghiệm hiệu quả, ghi chép cách dùng, điều gì nên tránh, điều gì cần phát huy, sau đó mới chia sẻ những trải nghiệm thực tế này với những người khác. Chưa hết, họ không chỉ làm gương về việc tiêu dùng mà còn trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe tối ưu như tập thói quen mới, để ăn uống khoa học, tập vận động, suy nghĩ tích cực, tập cân bằng cuộc sống. Từ tinh thần đó mà nhà phân phối Nutrilite cũng rất năng động để phát triển các mô hình hoạt động cộng đồng để khuyến khích càng nhiều người sống khỏe mạnh, sống trẻ, sống có ích càng tốt. Trong thời đại công nghệ, việc mọi người cố gắng kết nối với nhau là điều mà Tú đánh giá rất cao. Tú không nghĩ để trở thành một nhà phân phối lại cần đến nhiều kiến thức như vậy, nào là kiến thức về dinh dưỡng, lại còn phải học cách chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn cho người dùng nữa. Thật là khó để trở thành một nhà phân phối của Nutrilite được không Dung? Đúng rồi đó chị Tú. Hôm nay em rất bất ngờ khi anh nhà phân phối chia sẻ về cách phân biệt sản phẩm thật hay giả cũng như là cách đọc iCheck. Đây là những kiến thức mà bất kỳ nhà phân phối nào đều phải biết. Hơn hết, nhà phân phối của Nutrilite luôn đặt đạo đức kinh doanh cũng như là tinh thần làm gương lên hàng đầu. Em thật sự rất thích tinh thần này. Hôm nay chúng mình quả là đi một ngày đào hầm một sàng khôn đúng không? Chúng ta vừa tìm hiểu được những thông tin dinh dưỡng chủ động, lại vừa học được cách đọc nhãn mác trên sản phẩm, thật là quá hời. Chị Tú này, hay là mình đi chia sẻ những thông tin mình đã được học trong ngày hôm nay đi, để mọi người có thể tìm hiểu cũng như là tin tưởng nhà phân phối. Chúng ta đã học được quá nhiều thứ hay đó mà. Chị cũng nghĩ vậy đấy. Nhà phân phối tưởng chừng là một công việc đơn giản, nhưng họ cũng cần phải có đam mê và chịu khó mới có thể am hiểu từng ấy những kiến thức để có thể đưa ra một giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho một sức khỏe tối ưu. Chia sẻ một ngày trải nghiệm của chị em mình là cách để cảm ơn và thể hiện sự trân trọng của mình đối với họ. Chị Tú ơi, em hỏi chị một câu cuối cùng nha. Sau một ngày trải nghiệm, chị có muốn sử dụng sản phẩm của Nutrilite lâu dài không? Đương nhiên rồi,